Đây, chào mọi người. Em còn Sài Gòn nó mưa quá mọi người. Em còn một cuộn Hataya này, Automat còn ha. Automat này 15 30A 15 MB. Này là dây, là dây dây trong nha. Dây trong, rồi dây trong này là dây chống đứt nha mọi người. Mình có thể thấy cái ruột bên trong. Này là hiệu là Hataya 29m nha, mặt Isaban. Hàng là hàng bãi về nha mọi người. Em chưa có kiểm tra hết, em chỉ bao đủ đồ thôi. Automat đồ cắm rồi còn nữa. Giờ cuộn này em để cho em xả cho mọi người nha. 900.000 nha. Rulo là đang êm nha. Cái rulo của nó là đang êm nha. Nay em không bao ship nha, em xả 900.000 nha. Nên mà làm cho em. Cái này là em không có bao nữa nha mọi người nha. Em chỉ bao đủ đồ thôi. Đó. Còn về mình tự kiểm tra nha.